Ok, xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ download phần mềm SSH lên server của CDN Boot ha. Là tìm Google. Tôi sẽ tìm this SSH client. Ok, đây. Rồi chúng ta download gói Ethernet 20 MB. Bạn chờ chút ha. Đối với server CDN Boot thì chúng ta chỉ cần cài Apache 2 cho Ubuntu. Chúng ta không cần cài MySQL ha. Hiện tại giờ chúng ta chỉ cần cài rồi, bây giờ chạy. Chúng ta không cần MySQL, chúng ta chỉ cần cái web server trên đó để chúng ta chạy web thôi. PHP. Ta sẽ truy vấn với server. Username là root. Username của CDN là root, mặc định là root. Password mặc định cũng là root ha. Rồi, ok. Ở đây chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử PHP có chưa, chúng ta gõ PHP vi là ở đây tôi đã cài rồi ha, server này tôi đã cài rồi cho nên là từ khi tôi check PHP version thì nó sẽ có thông tin đó, các bạn thấy chưa. Thì clear đi. Đây, ở đây chúng ta sẽ bây giờ khi mà các bạn mới bắt đầu vào thì các bạn sẽ phải sử dụng lệnh để cài Apache 2 đối với server của CDN Boot, nên ta sẽ gọi là sudo apt get installer apache2, các bạn enter thì nó sẽ bắt đầu giải nén ra các bạn và các bạn sẽ nó sẽ hỏi các bạn là có muốn lưu hay không, thì các bạn chỉ cần gõ là yes là nó sẽ bắt đầu tự động cài đặt như là hoàn toàn, như là không có lỗi gì. Sau khi cài xong, bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ cài các gói của PHP ha, các mod của PHP đã chạy web rồi, các theo yêu cầu. Ở đây tôi có dòng lệnh này, các bạn chỉ cần copy để các bạn ra cho bắt đây, các bạn gõ enter là tự động sẽ cài. Và cái này tôi cài rồi, rồi nó hỏi các bạn cứ yes yes là được. Cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta phải phải cài cái mod PHP MySQL, thì cái mod đó nó cho chúng ta kết nối của PHP cho đến cái MySQL của server tính tiền của CDN ha. Cái dòng lệnh của nó là tôi quên mất rồi. Sudo install PHP MySQL, nhưng mà không phải Google. Sudo install php mysql. Php 5 mysql. Đây ha, đây là cái chúng ta cần nè. Khi mà nãy chúng ta cài PHP vô theo cái dòng lệnh này thì có nghĩa là chúng ta đã cài PHP 5, và chúng ta tiếp tục cài cái mod này sudo apt get install đó nó nhanh đẹp install php mysql. Rồi các bạn gõ enter ha, tự động các bạn bấm Z cho nó cài dòng lệnh này nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta cài xong cái mod này là chúng ta check thử server chúng ta đã chạy được hay chưa, thì chúng ta chỉ cần gõ một
92.168.1.254. Các bạn gõ Enter thì nó báo như vậy là các bạn đã cài đặt thành công ha. Sau khi các bạn đã cài đặt thành công, các bạn vào chương trình FPT của thằng này, các bạn tìm và đến thư mục và www và các bạn tìm đến thư mục HTML. Tại vì tôi muốn làm đơn giản cho nên tôi không có cấu hình nữa, tôi để thẳng thư mục HTML, các bạn vô và bỏ vào đây. Và các bạn copy cái code của tôi bỏ vào đúng như theo cái bài này ha. Thì khi đó các bạn, khi mà các bạn làm xong hết, các bạn cấu hình ở application, các bạn config database là nó sẽ có thông tin về đây. Tôi mở ra luôn ha, tôi download xuống rồi. Chuối quá. Các bạn đang nó cái bạn tới lớp về, các bạn làm cho nó dễ. Đây, các bạn với việc cấu hình ở đây là server máy tính tiền của bạn ha, hay là tên database, tên đăng nhập của vào MySQL và mật khẩu. Còn tất cả các trường này các bạn để yên, các bạn chỉ xử lý ba cái trường này. Nếu như mà các bạn để server máy tính tiền là 192.168.1.100 thì các bạn giữ nguyên luôn, các bạn chỉ điền hai thông tin này. Thường thì là username của máy MySQL là root, còn password thì các bạn kỹ thuật viên mặc cài các bạn là chỉ là số 1, hoặc là nếu các bạn có đổi thì các bạn phải nhập cho chính xác ha. Cái bài khi các bạn nhập chính xác thì các bạn truy vấn lên trang web 192.168.254, các bạn có xịt CSM thì nó sẽ ra giao diện web cho các bạn. Cái máy chủ của tôi đang bị tắt rồi, tôi tắt máy chủ luôn kia rồi, máy chủ tính tiền tôi tắt rồi, cho nên là khi mà các bạn truy vấn đây nó báo 192.168.1.100 3306 là nó không thể kết nối được, có nghĩa là cái máy chủ của các bạn có hai vấn đề. Thứ nhất là không hoạt động, thứ hai là các bạn chưa mở bọt máy của em. Còn khi các bạn mở bọt máy của em rồi thì cái giao diện web nó chạy như trong hình tôi đã đưa lên. Ok, chúc các bạn thành công nhé.